Chơi với ai vậy? Mấy ông nhìn thử xem cái tên nào. Mấy ông thành nhữ xem thì mấy ông nhìn vô thử xem tôi đang chơi với ai vậy? Một người là celebrity còn một người là hả? Đặt cái tên ra mắc định. Lao! Ê, biết biết tại vì cái tên nó không có đủ á, nếu mà đủ là tôi sẽ đặt là Snap ơi luôn giường với em đi á. Ở đây thì mày đặt im mồm chứ mà cởi cái quần ra là đừng nói tới luôn á. Đỡ thì đề chim đi mày cho lên riêu thôi. Được rồi, tôi chơi có một game mà tôi ốp mà mấy ông mà tôi đâu có chơi nhiều đâu, tôi đói bụng quá nè, bây giờ tôi đang góp đói bụng lắm. Hiệp ơi, Hiệp đang đói hả? Bánh trà này Hiệp ăn không? What the fuck? Đánh với mấy đứa gà mà Hiệp cũng hả căm họng chai hạt đúng không Hiệp? Không mày chết. Trời. Chết mẹ mày, lâu lắm mày. Mẹ nó đánh hay như Gerard. Ôi lộn, chỉ có tôi. Trời ơi. Đã bảo đánh như Gerard rồi, không tin. Trời ơi. Tưởng gì? Thằng đó nó gà lắm á Hiệp. Sao? Như nào? Mấy con tướng rẻ. Tưởng gì hay. Trời ơi. Lẩm lẹt. Cái mỏ quá. Nhìn chắc tưởng ba đánh với hả thách đấu á, nhưng mà không tới nha mọi người. Đánh với răng thấp á mà ba la la cái mỏ là gì á. Trời ta. Ngộ. Cái mỏ này mà hở cái mỏ này lẻ lưỡi ra là hở chết liền mà. Hỏi sao không khoái. Đắm chìm thôi, đắm đi, chìm thôi, trong đi, cái lưỡi liền nào. Không có chút kỹ năng luôn á, nó thiệt. Cái lưỡi không có làm những gì hết á. Không làm ăn sơ muối được gì hết á. Tuổi. Cho 100 nè. Cho 100 nè. Trời ơi, sống tốt quá. Trời. Sống tốt quá vợ, tôi không ngờ thì sống tốt với tôi vậy luôn á. Ây da. Thế mẹ. Về trước nha. Hẹp. Lại đi. Nữa. Không cần, không mướn. Yếu khác chơi. Trời ơi, vô trong game á thì cho mình 100 đồng. Còn hôm qua hả, anh Nghiêm hả, donate quá trời luôn. Xin hả, xin có 2 triệu mua cái đầm mà không có cho á mọi người. Cái vô game cho 100 đồng để cho mọi người thấy á. Cuộc sống này sao hài ghê không mọi người. Trời ơi, tin ai không tin, tôi tin lời em My. Tin lời em My rồi tôi thua mấy ông rồi. Trời ơi, chứ không lẽ tin lời Hiệp. Trời, không lẽ tin lời Hiệp, cái mỏ của Hiệp rồi tôi nói thiệt luôn á. Thôi thôi, đừng nói tới. Mỏ tắp chim mà. Mỏ tắp chim hả? Ừ, mỏ tắp chim hay chiên luôn á. Không có chuyên nha. Nhưng mà không muốn sử dụng thôi. Không có đã gì luôn á. Chim mỏ.
Trời ơi, trời ơi, đánh cỏ đó đó. Minh Lộc hả? Minh Lộc là ai? Minh Lộc là ai mấy ông? Minh Lộc là ai? Tôi không quen. Tôi chỉ quen Hàng Select thôi. Hàng Select nó ngu à, mà quen nó làm chi? Ăn hộ. Trời. Ngu dữ vậy Sala. Làm hết cho. Top làm hết. Vô, chờ đó em. Trời, để dành cái quy đấy cái ad hả? Này chơi đó là thiệt. Nè tôi đẩy nó vô người thiệt nè. Ê hụt ơi. Cứu tôi em ơi. Em cứu tôi ơi. Liền gan gì đây anh em, gan động nha anh em, gan động chơi với chơi với Hot Girl. Thì khá hiệp Hot Girl hả? Hot cái đồ đít của hiệp cái chỗ bên đó mới xây nên không có gương hả? Tại biết sao lúc mình chơi người ta xấu á, mình có dòm lại mặt mình không? Không, không cần, không cần đâu. Ta bờ sông bờ kè á, kê cái mặt xuống dưới rồi dòm mặt mình ở dưới cái bờ sông á, cho biết mình xấu làm sao để mình đừng biết chê người ta nữa. Đợi người ta, ngộ vậy. Mở miệng ra toàn là hả? Ủa gì vậy? Cãi không à? Ủa gì vậy? Đợi người ta, ngộ vậy? Ủa thì đừng nói người ta xấu. Người thích thích mở miệng ra hả? Ủa vậy? Cãi, chuyên ngãi chơi đồ trên miệng không à? Toàn là lưỡi lam. Ủa, đợi người ta, người ta thích gì đó. Được không? Ủa tim mình không có tốt hả? Lộn nữa, năm trời không thấy top đâu đó. Trời, team mình đâu cần gì top. Gì? Nói gì đây? Trời, chơi nó đi. Ê, đồ lát, đồ gờ, đồ ghê quá. Lát, đồ gờ sao nữa? Rồi chết lòi lờ chẳng không? Ôi, e dài quá vậy. E dài quá mà chim ngắn ngủn à. Đấy, chim ngắn ngủn nhưng mà đủ bắn. Không có đủ nha, nó thiệt. Thế là đủ bắn thôi. Đủ nạp đạn được rồi. Để anh ta. Tưởng gì giết người AFK. Thường tại tôi combo nhanh quá, nó không phản ứng kịp chứ đâu phải là AFK đâu. Chứ đó nó nhúc nhích mà. Trời ơi, cô ba thì... ai cũng chấm hỏi luôn. Trời trời, sao cô dễ game nữa đi anh à. Ok sao cũng được. Ok game nữa thì game nữa cho mấy ông vui. Ủa sao hiệp nói hiệp ngủ hiệp ớt mà không, chợ ăn cơm thôi mà. Ăn cơm à, là ăn gì vậy?
Cơm, ăn cơm với chim. Chim gì vậy? Chim ai vậy? Chim ai không chơi chim, miễn sao chim thơm hơn là chắc. Ở, ở đây có nguyên con, ở đây có nguyên con chim sổ lòng này ăn không? Không có, không cần, không thèm. Chim này hả, không có lòng luôn. Trời, không cần, không thèm. Con chim khác ngon hơn.